Quý vị và các bạn thân mến, miền Bắc đang bước vào mùa mưa, độ ẩm cao, mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi để bệnh sốt xuất huyết phát sinh và lan rộng thành dịch bệnh nguy hiểm. Bệnh sốt xuất huyết xảy ra ở cả người lớn và trẻ em. Bệnh ở mức độ nặng có thể gây những biến chứng nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tử vong. Bác sĩ Bùi Văn Hồng, khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ chia sẻ rõ hơn về bệnh này. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và trước hết thì xin bác sĩ cho khán giả được biết bệnh sốt xuất huyết là gì và vì sao nó lại nguy hiểm ạ? Vâng. Thưa quý vị khán giả, bệnh sốt xuất huyết đanh là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đanh gây lên. Và bệnh này có thể gây thành dịch. Đối với bệnh sốt xuất huyết đanh thì là cái bệnh truyền nhiễm thông qua cái vector trung gian truyền bệnh, đó là muỗi vằn. Đây là một loại muỗi mà hoạt động chủ yếu vào ban ngày, trong đó thời điểm hoạt động mạnh nhất là buổi sáng sớm và buổi chiều tối. Đồng thời là với cái virus đanh này nó có 4 tuýp, từ tuýp 1 đến tuýp 4. Thì đối với người bệnh sau khi mắc sốt huyết thì có thể có miễn dịch đối với một tuýp, tuy nhiên là không có miễn dịch chéo với các tuýp còn lại, do đó là người bệnh có thể là mắc lại lần 2, lần 3. Và khi mắc lần 2 thì cái mức độ nặng sẽ khả năng sẽ nặng hơn. Và đối với bệnh sốt huyết thì hiện tại là chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vâng, vậy bệnh sốt xuất huyết thường diễn biến theo mấy giai đoạn và biểu hiện của từng giai đoạn như thế nào thưa bác sĩ? Bệnh sốt huyết thì nó có chia thành 3 giai đoạn, gồm giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm, giai đoạn hồi phục. Thì trong đó giai đoạn sốt thì đặc điểm của sốt xuất huyết là sốt cao đột ngột, sốt liên tục. Người bệnh có thể sốt từ 39 đến 40 độ. Đồng thời với đó là có các cái triệu chứng kèm theo như là đau mỏi người, đau đầu, đau hốc mắt, đau mỏi cơ. Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn nguy hiểm. Thì giai đoạn này sẽ có các triệu chứng điển hình, đó là tình trạng là sốt huyết từ mức độ nặng nhẹ đến mức độ nặng, như là sốt xuất huyết dưới da thông qua các vết, các lốt ban trên cẳng chân, cẳng tay. Ngoài ra thì có thể nặng hơn, đó là các tình trạng sốt huyết niêm mạc như là chảy máu cam, chảy máu chân răng. Còn nặng hơn nữa có thể đến tình trạng là sốt xuất huyết nội tạng. Giai đoạn thứ ba nữa là giai đoạn hồi phục, sau khi mà kết thúc cái giai đoạn từ 7 đến 10 ngày sau khi mà có biểu hiện triệu chứng sốt đầu tiên ấy, thì sẽ là giai đoạn hồi phục. Thì lúc đó là cái cơ thể bắt đầu là sẽ cắt sốt và cơ thể dần hồi phục. Vậy thì bệnh sốt xuất huyết có những biến chứng như thế nào thưa bác sĩ? Vâng, biến chứng chúng ta có thể kể đến và nghĩ tới đầu tiên, đó là tình trạng là sốc do mất máu, mất huyết tương. Đối với tình trạng này kéo dài thì dẫn đến có nguy cơ là gây lên cái tình trạng như là phù não, suy đa tạng, xuất huyết não, cũng như có thể dẫn đến tình trạng hôn mê, suy tim, suy thận. Ngoài ra thì có thể gặp các biến chứng khác như là tình trạng như viêm đường hô hấp, tràn dịch màng phổi, cũng như là có thể gặp đến là tình trạng viêm phổi và phù phổi cấp. Còn đối với phụ nữ có thai trong thời gian mà thời kỳ mang thai, nếu mà mắc sốt huyết thì có nguy cơ gây tình trạng là sinh non, sảy thai. Vâng, bác sĩ có thể cho biết bệnh nhân mắc sốt xuất huyết thì cần phải chú ý những dấu hiệu cảnh báo nào để kịp thời đến gặp bác sĩ tránh biến chứng nặng ạ? Người dân cũng chú ý một số cái triệu chứng cảnh báo, ví dụ như là tình trạng là tuy có thể là cắt sốt nhưng có thể gặp các triệu chứng như là mệt lả, hoặc là buồn nôn nhiều, hoặc là bệnh nhân mệt không ăn uống được, hoặc là tình trạng chân tay lạnh ẩm. Có thể là thêm những triệu chứng như là bứt rứt khó chịu hoặc là bồn chồn khó chịu thì người dân nên đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được thực hiện tư vấn điều trị. Sốt xuất huyết là bệnh diễn tiến rất khó lường và phức tạp. Không ít trường hợp người bệnh đến bệnh viện trong trạng thái sốt cao, khó thở, mê sảng, vật vã. Mặt khác, biến chứng của bệnh sốt xuất huyết rất nguy hiểm, khó lường, dễ gây nguy kịch trong thời gian ngắn, tổn thương đa cơ quan, chảy máu ồ ạt, thậm chí tử vong. Do đó, nếu có dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết nặng như đau bụng vùng hạ sườn phải, bứt rứt, vã mồ hôi, tay chân lạnh, chảy máu răng, xuất huyết âm đạo bất thường, cần đến bệnh viện ngay. Cuối cùng thì bác sĩ có thể cho khán giả được biết cách phòng tránh bệnh hiệu quả nhất ạ? Sốt xuất huyết là một bệnh mà hiện tại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, đồng thời là cái vaccine điều trị đặc hiệu của nó cũng chưa có, dẫn đến là cái việc là phòng bệnh là một nội dung rất là quan trọng. Trong đó phòng bệnh sốt huyết đó là việc tiêu diệt lăng quăng, bọ gậy cũng như là muỗi sốt huyết là một nội dung rất hiệu quả và là nhiệm vụ chính trong cái công tác phòng chống sốt huyết. Một cái nữa đó là chúng ta có thể triển khai các biện pháp như là thu gom phế thải, rác thải, đặc biệt là các chai lọ, vỏ chai, vỏ lọ cũng như là vỏ lốp xe
để tránh cái hiện tượng là đọng nước dẫn đến là muỗi sẽ đẻ trứng và sinh sôi phát triển ở đó. Đối với việc là phòng chống muỗi đốt ấy, thì chúng ta vì đặc tính của con muỗi này là đốt cả vào ban ngày và ban đêm, ban ngày dẫn đến là chúng ta nên nằm màn cả ban ngày. Đồng thời là đối với những người mà mắc sốt xuất huyết rồi ạ thì lên là nằm màn để tránh trường hợp là muỗi đốt được truyền bệnh cho người lành. Ông một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của bác sĩ về căn bệnh sốt xuất huyết ạ. Vâng. Quý vị và các bạn thân mến, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm khá nguy hiểm vì diễn tiến của bệnh khó lường. Nếu không phát hiện và điều trị sớm, người bệnh sẽ có nguy cơ cao đối mặt với những biến chứng nghiêm trọng như suy tim, suy thận, tràn dịch màng phổi, suy đa tạng, xuất huyết não. Vì vậy, mọi người cần chú ý và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh như bác sĩ vừa khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.